Kính chào quý vị và bà con, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát triển thủy sản bền vững. Thưa quý vị và bà con, với thế mạnh về biển đảo, tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện định hướng phát triển kinh tế biển trong vài năm tới. Trong đó, nuôi trồng thủy sản được xem là nghề mang lại giá trị kinh tế cao. Để làm được điều này, gần đây ngành thủy sản đã chủ động phối hợp với nhiều đơn vị liên quan, bà con ngư dân từng bước thay đổi công nghệ nuôi, chuyển từ các mô hình nuôi truyền thống sang nuôi công nghiệp nhằm tạo ra sản lượng cao và thích ứng với biến đổi khí hậu. Những mô hình đầu tư đã cho thấy hiệu quả. Song song với đó, công tác quy hoạch cũng đang được chú trọng nhằm phát triển nghề nuôi biển một cách bền vững. Những nội dung này sẽ được phân tích cụ thể hơn qua phóng sự sau đây. Vùng biển thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, khu vực có đông bà con ngư dân chọn làm nơi phát triển nuôi trồng thủy sản. Giá trị kinh tế từ nghề nuôi thủy sản mang lại là khá lớn, song do hoạt động sản xuất của bà con vẫn mang tính chất truyền thống, sử dụng lồng gỗ không chịu được gió bão, cộng với đó là việc phân bố lồng bè trong khu vực nuôi chưa hợp lý, dẫn đến dễ lây lan dịch bệnh, ô nhiễm nguồn nước, nên hiệu quả từ nuôi trồng thủy sản lâu nay chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Khánh Hòa, hiện nay các mô hình lồng bè nuôi thủy sản của bà con được làm nhỏ lẻ, chi phí đầu tư cao nhưng hiệu quả đem lại không nhiều. Bên cạnh đó, các lồng bè này khó có thể phát triển ra các vùng biển xa hoặc nuôi các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao theo hướng công nghiệp. Từ đó đặt ra yêu cầu cho ngành thủy sản là cần thay đổi phương thức nuôi của người dân. Trong đó, vấn đề quan trọng là phải thay đổi công nghệ lồng nuôi để phù hợp trước biến đổi khí hậu. Thì lúc đầu thì người dân cứ nghĩ rằng làm cái lồng HLB thì cần phải một cái hệ thống lồng và trang thiết bị cũng như là cẩu và xà lan. Do đó là kinh phí rất là lớn, người dân lúc đầu thì người ta không thể làm được, chỉ có những doanh nghiệp lớn mới làm được. Nhưng trung tâm đã đưa ra một cái mô hình với cái điều kiện là phù hợp với 5 hộ, là đường kính nó chỉ cần 10 mét thôi, là chỉ cần 4 người nông dân thì có thể vận hành được cái lồng này. Do đó là không cần phải đầu tư lớn về trang thiết bị. Đây là mô hình thí điểm nuôi cá giò được Trung tâm Khuyến nông tỉnh Khánh Hòa triển khai tại hộ ông Nguyễn Xuân Hòa. Sau 8 tháng nuôi, cá đạt trọng lượng từ 4,5 đến 4,7 kg trên một con, tỷ lệ sống 80%. Theo ông Hòa, do tác động dịch Covid-19 nên giá bán hiện tại chỉ ở mức từ 125.000 đến 140.000 đồng một kg. Nhưng với sản lượng đạt trên 5 tấn cho một lồng nuôi thì vẫn có lãi. Đặc biệt, với lồng bè làm bằng công nghệ HDPE do các doanh nghiệp trong nước sản xuất đã giúp cho người nuôi tiết giảm được chi phí đầu tư, đồng thời tăng khả năng chống chịu thiên tai cũng như độ bền cao hơn so với mô hình lồng bè bằng gỗ. Bên cạnh đó, việc nuôi cá ngoài khơi này có thể giúp người nuôi hạn chế tình trạng dịch bệnh trên cá, nhờ đó tỷ lệ hao hụt trong quá trình nuôi giảm hẳn. Thì tôi nuôi thì nó cũng nói chung là nó cũng có cái hiệu quả kinh tế theo cái mô hình nuôi cái lồng HPE. Rồi nó được cái lợi thế cho dân và lợi thế cho cá nhân tôi thì chống chọi với là cái thiên tai, quan trọng nhất là cái thiên tai. Theo tôi đánh giá cái lồng này nó chịu sóng gió trong cái vịnh này thì phải cấp 12. Nếu như không có tác động vì nó thì nó là bình thường thôi. Nó rất là tốt. Từ hiệu quả bước đầu do mô hình mang lại, nhiều bà con mong muốn sớm được tiếp cận và triển khai tại các vùng biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Song vấn đề lớn nhất vẫn là nguồn kinh phí đầu tư ban đầu. Bên cạnh đó là việc xác định loài nuôi phù hợp với từng vùng biển, cũng như cần có sự chủ động về con giống và đánh giá được đầu ra của sản phẩm. Đây là những yếu tố quan trọng quyết định tính bền vững của nghề nuôi biển công nghiệp. Trong năm 2021, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Khánh Hòa tiếp tục triển khai mô hình nuôi biển công nghiệp với quy mô 2 lồng tại 2 hộ dân tham gia ở xã Vạn Thạnh. Sau 9 tháng đến hiện tại bây giờ, thì cái tỷ lệ sống của nó là đạt trên 90%. Đó, và trọng lượng của cá là một con là trên 5 kg. Do đó tổng cái sản lượng mà thu hoạch đợt này là trên 5 tấn cá. Do đó là bước đầu đánh giá là cái sự thành công của dự án này phải nói là để cho người dân học hỏi và phát triển nhân rộng ra. Thì cũng từ cái dự án này thì lãnh đạo sở cũng đã chỉ đạo định hướng sự phát triển của bền vững của cái ngành nuôi trồng biển là thay thế toàn bộ những cái lồng gỗ sang cái lồng HB này trong tương lai. Theo thống kê, tỉnh Khánh Hòa hiện có 4.000 hecta diện tích nuôi trồng thủy sản, trong đó tôm hùm, cá biển, hầu Thái Bình Dương, tu hài, rong biển
là những đối tượng nuôi biển chủ yếu. Tổng sản lượng thủy sản thương phẩm đạt gần 11.000 tấn trong năm 2020. Toàn tỉnh có 182 trại sản xuất cung cấp giống thủy sản cho nuôi biển, bao gồm cá biển và giống nhuyễn thể. Theo Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam, nuôi hải sản xa bờ mang lại nhiều lợi ích hơn nuôi hải sản truyền thống ven bờ, gần bờ. Nghề nuôi truyền thống ven bờ, gần bờ đang phải đối mặt với rất nhiều rủi ro, thách thức từ con giống, thức ăn, thiên tai, dịch bệnh, phát triển không bền vững. Trong khi đó, các dự án nuôi ngoài khơi ít có khả năng ảnh hưởng đến các hoạt động khác và tránh được các mâu thuẫn tranh chấp về không gian, sử dụng mặt nước biển. Vấn đề cung cấp theo cái hình thức là cho thuê những cái trại nuôi bằng vật liệu HVP đã làm sẵn để dân có thể là khỏi về đầu tư ban đầu. Thì đấy là những cái dự án rất cụ thể mà chúng tôi mong muốn là đề xuất với ban. Với những lợi thế về điều kiện tự nhiên thuận lợi cũng như định hướng phát triển lâu dài, Khánh Hòa hoàn toàn có thể trở thành trung tâm nuôi biển công nghiệp lớn trong cả nước. Đặc biệt, việc phát triển ngành nuôi biển bền vững cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu thủy sản phát triển. Cùng với đó, tận dụng các ưu đãi, thuận lợi đối với thủy sản Việt Nam từ các hiệp định thương mại tự do. Sau giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, hoạt động xuất khẩu thủy sản đang có nhiều tín hiệu phục hồi. Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản cũng duy trì được mức tăng trưởng khá. Đây là động lực để các doanh nghiệp thủy sản tiếp tục nỗ lực phục hồi hoạt động, từng bước vượt qua khó khăn. Quan trọng, các cơ quan quản lý nhà nước cũng sẽ đẩy mạnh việc triển khai các chính sách hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng các quy định quốc tế trong quá trình hội nhập, xuất khẩu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào khai thác và nuôi trồng thủy sản nhằm tăng sức cạnh tranh cho thủy sản Việt Nam. Nếu sau này người dân phát triển cái lòng HVE này sẽ liên kết với trung tâm, với công ty Oxylit sẽ làm gia công để mà đủ điều kiện thì họ thu mua, họ sẽ xuất khẩu thì tạo nên một bền vững. Còn đối với những cái đối tượng mà đặc sản thì dân cứ tiếp tục nuôi để phát triển cái kinh tế nông hộ. Mà trong đó thì cái con chủ lực hiện nay nhất của nuôi biển Khánh Hòa đó là con tôm hùm. Thì con này thì phải nói rằng ở giải miền Trung cũng như là Việt Nam thì có Khánh Hòa là một cái tỉnh mà phù hợp nhất cho phát triển con tôm hùm, cho đó là duy trì và phát triển cái đối tượng này thì mình không sợ rằng nó sẽ bị ảnh hưởng đến những cái vấn đề kinh tế. Để nghề nuôi biển xa bờ trở nên khả thi, các địa phương cần quan tâm đa dạng hóa nghề nuôi, đa dạng thị trường xuất khẩu. Cùng với đó, tập trung nghiên cứu, tăng cường hợp tác quốc tế, phát triển công nghệ cao và tổ chức quản lý khoa học phù hợp để chi phí bảo trì thấp hơn và lợi nhuận sinh khối có khả năng lớn hơn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đẩy mạnh việc khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nuôi biển công nghiệp xa bờ, công nghiệp phụ trợ, chế biến sản phẩm công nghệ cao, tạo sản phẩm có giá trị gia tăng, hỗ trợ đầu tư các mô hình nuôi biển công, ưu đãi cho các mô hình chuyển đổi từ nuôi biển thủ công truyền thống sang mô hình nuôi biển hiện đại. Dù có nhiều tiềm năng, lợi thế, nhưng thực tế ngành thủy sản nói chung và ngành nuôi biển ở Khánh Hòa nói riêng rất dễ chịu tác động mạnh từ những thay đổi của kinh tế thế giới. Việc tái cơ cấu ngành thủy sản sớm được triển khai sẽ giúp cho Khánh Hòa chủ động hơn trong định hướng phát triển kinh tế biển một cách bền vững.